đi cấm phòng làm việc đi thì tự nhiên giờ lại ăn cơm xong đi làm mò vào thư viện mấy quyển sách thấy báo Nhà Chúa, báo Phụ thì thấy cái bài thơ của thầy Augustino và cha Nguyễn Huy đọc Đa Minh dịch Internationalis in San Luis Obispo bài đọc mình đọc xong rồi cái tâm tình cái bài này mà tiếp cận với Bình Hoa nghĩa là cấm phòng kia chi nên là tối về đọc cái bài đó tại nhà có cái bài đó trở thành kỷ niệm 45 năm thì được của mình và có kỷ niệm 45 năm lớp cả nghe đường mới xin chính lên hòa với